Chó nào cũng được, chó nào cũng dễ thương. Bất kỳ chó nào mà mình, thí dụ mình muốn nuôi đừng có đi mua làm chi nha. Mình đi vô mấy cái trung tâm chó đó mà. Chó người ta không nuôi, người ta vứt ra đó đó. Mình chọn chó nào mình thích á. Bất kỳ chọn chó nào cũng được hết. Cứ đem chó nào về nhà là cũng thích hết á. Tự nhiên á, thương mình quá đi, hiểu chưa? Thương vô điều kiện đó mà. Cho ăn gì cũng được, không cho ăn cũng ở với mình. Không có bỏ đi bao giờ hết á. Hết mình vì chủ thôi. Ai cũng thương chó là như vậy. Tại những người họ không hiểu được chó họ mới đem chó mà bỏ ra đi, tại họ không hiểu. Nhiều khi như thế này, thí dụ sinh nhật hay là lễ Giáng sinh hay là lễ Phật đản gì đó ha, cái em đem quà cho người ta, nhiều người ta đem quà, người ta đem chó cho, hiểu không? Rồi thí dụ như mình thương chó thì mình tưởng đâu người kia cũng thích chó, chưa chắc vậy. Cho nên không phải đem chó cho vậy bạn không. Người nào người ta thích chó thì người ta phải tự động người ta đi kiếm chó nào mà hợp với người ta thích vậy thì nó dễ hơn. Nhưng mà theo sư phụ biết là chó nào cũng 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 thích hết. Thí dụ sư phụ có 10 con chó đó hả, mà đem một con nào đi ra sư phụ cũng không chịu hết. Ai tới mà xin một con là không được, hiểu không? Chó nào sư phụ cũng thương, mà chó nào cũng thương sư phụ hết mình, thương hơn 100% nữa. Người với nhau mà thương 100% là khó kiếm lắm rồi, thương mình 70% là mình mừng lắm rồi đó ha. Còn 30% để dành cho bà nào đó không biết nữa. Không phải là thương người ta nhưng mà cũng dòm tới dòm lui, cái 30% nó để mà dòm tới dòm lui. Người với người thương nhau 100% khó kiếm rồi, không chó thương mình hơn 100% nữa, chết rồi mình cũng được nữa. Thà nó chết mà nó bảo vệ mình cũng chịu nữa đó. Cho nên chó là một vật rất là linh thiêng. Nhưng mà thường thường á, những con vật đều như vậy hết á, mình nuôi từ nhỏ hoặc là mình cứu nó rất là cảm ơn. Ở Việt Nam mình có nói gì, cứu vật vật trả ơn ha, cứu vật vật trả ơn là thiệt á, đúng y như vậy. Không phải trả ơn bằng tiền bạc nha. Chưa chắc là trả ơn là ở gần mình mới trả ơn nha. Nhiều khi mình cứu nó rồi mình thả nó đi á, tức là không phải chó mình hay là cứu vật mà ở bên ngoài mà hoang á, mà thả đi nhiều khi vẫn giúp mình như thường, giúp trong cái linh cảm không. Nó gia trì cho mình, tự nhiên bệnh mình bớt đi, hết đi, hoặc là con cái mình đỗ đạt, hoặc là nhà cửa mình tự nhiên cái tai qua nạn khỏi, hay là giàu có lên, tùy theo cái vị đó có cái thần thông gì, có cái năng lực gì. Mỗi một con vật á, có cái sự giá trị khác nhau ha, có một cái món quà khác nhau. Sư phụ nói đại khái thôi nha. Thì sư phụ không phải tham chịu gì mà sau khi mà nuôi chó nuôi chim rồi mới biết. Chứ hồi đó sư phụ cũng chẳng biết là vật có cho mình cái gì nữa, thì nghe nói cứ vật vật trả ơn, nhưng mà sư phụ cũng đâu có nghĩ tới chuyện gì, thấy tội nghiệp thì đem về nuôi thôi. Sau nuôi lâu rồi mới biết, mới có những cái thần giao cách cảm với những con vật rồi mới biết. Nhưng mà nhiều con vật nó cho mình những cái món quà đặc biệt lắm. Thí dụ như con vật đó lại tự nhiên cái mình có thần thông, mình biết được những cái chuyện mà sắp xảy ra cho mình, thí dụ vậy đi. Nó có linh cảm cho mình biết, rồi có đúng thật như vậy đó, thí dụ vậy đó ha. Nhiều khi thí dụ chó nó lại kêu mình có tiền, mình tưởng đâu tiền đâu tại mình làm ăn phát tài, không phải, chưa chắc. Nhiều khi chó nó lại mình mới làm ăn phát tài như vậy, mình mới nghĩ ra những phương pháp mà làm có tiền như vậy, hiểu chưa? Mình đâu biết là tại chó giúp mình đâu, tại nó đem cái phước báo đó lại cho mình. Chim cũng vậy nữa, chim nhỏ chim lớn cũng đem lại phước báo cho sư phụ nữa. Không phải là sư phụ cần thiết nhưng mà sau này mới biết ra. Thí dụ như thầy mà giàu cho bao nhiêu cũng không đủ đó, tại vì sư phụ con cái nhiều quá, cho ra chia hết trơn, trời cũng vậy à, cũng giống như không có, phải không? Nếu như mà sư phụ không có ai hết, không có đệ tử đó ha, mà sư phụ là một thí dụ một người bình thường thương gia thôi, mà chó mèo chim chim nhiều như vậy đó, oà sư phụ giàu có ha, khỏe mạnh ha, sung sướng ha, nổi tiếng ha, được bao nhiêu người thương ha, có chồng giàu rồi này kia. Cỡ đó đó, hiểu chưa? Thí dụ vậy đó, hoặc là sức khỏe nó dồi dào, hoặc là tự nhiên đẹp thêm ra cũng có nữa. Nhưng vật đem lại cho quý vị những cái sự rạng rỡ trong cái khuôn mặt của mình, dung nhan của mình. Nhiều con vật đem đến cho mình tiền bạc, nhiều con vật đem cho mình quý nhân để giúp đỡ cho mình, nhiều con vật đem lại cho mình những bằng hữu tốt, những người thành tâm mà bảo vệ cho mình. Nhiều khi mình bị người ta hãm hại gì đó, vu cáo đó, cái bị sáng sủa ra hết, thí dụ vậy đó. Nhiều con vật giúp cho mình cái bằng những người nào xấu không có lại gần được, không có hại được. Nhiều cái trường hợp rất là đặc biệt. Cho nên quý vị nuôi chó nuôi chim nuôi gì ha, để ý coi, để ý coi tự nhiên sao mà lạ lùng, ví dụ vậy đó ha. Nhưng mà dĩ nhiên những người tu phép Quán Âm rồi thì sự lạ lùng nhiều quá, cho nên mình không nghĩ là chó làm gì.
hiểu không? Phải không? Lạ lùng quá nhiều rồi, cho nên thêm chó cũng vậy thôi. Nhưng mà ý sư phụ nói là chó hoặc là chim không bao giờ hại người hết. Cái từ trường của họ rất là tốt cho mọi người, hiểu chưa? Cho mình. Ừ. Mỗi vị chó, mỗi vị chim hay là súc vật nhiều khi đem lại 2 3 món quà chứ không phải một món đâu. À, nhớ những cái chuyện hồi xưa mình nghe nói là ông thần nào đó mà xuất hiện là cho mình 3 điều ước này cái nọ đó, ha, thì cũng giống giống như vậy đó. À, thế thì mình cứu chó ra khỏi những cái vòng mà nô lệ, khỏi cái vòng mà kiềm tỏa đó, thì cũng giống như là mình cứu cái ông thần ở trong cái đèn đó mà. À, nó cũng cho mình 2 3 điều ước nhưng mà tiếc là mình không nghe nó nói cái gì thôi. À, không nghe cũng cho như thường. Sư sư phụ có mấy vị chó ha, trong một những con đó có cho 2 điều ước lên 2 cái món quà. À, còn những vị kia người cho 1 món, người cho 1 món rưỡi, không có người nào mà nhỏ hơn 1 món hết đó. À, ví dụ Benny cũng đem lại tiền đó, ví dụ vậy đó. Nhưng mà tiền sư phụ thầy đem lại cũng cỡ đó thôi, thầy tự xài hết. Đem rồi thì cũng cho hết, hiểu chưa? Thì cũng tức là cũng không phải là đem lại bao nhiêu cũng không thấy bao nhiêu, thấy không? Tại sư phụ đời sống như vậy mà ha. Ừ. Chứ nếu như người thường á, thí dụ như quý vị người thường không có tiêu xài, không có bố thí gì cho ai, không có cần, không có học trò này kia ha, quá nhiều lắm rồi, phải không? Nhiều thật nhiều phải không? À, đối với sư phụ tiêu dần 2 3 bữa hết mất tiêu. Hết chừng ha, hay là đem cho mấy người mà bị nạn nữa đó, mấy người 20 40 ngàn hết mất rồi, 2 3 ngày hết rồi, không còn đâu. Thành ra thấy không bao nhiêu, đừng có nói người nào cũng cho tiền nhiều lắm, không có đâu nha. Cũng có chim, cũng có đem lại tiền nhiều lắm á, nhưng mà ý sư phụ nói dầu đem bao nhiêu thì đối với sư phụ cũng không có thấy bao nhiêu. À, nhưng mà một người thường thôi, một con chim mà đem lại cả triệu bạc á, có thể tưởng tượng không? Mà đối với sư phụ triệu bạc cũng vậy thôi à, một lát cũng hết, hiểu không? À, nhưng mà tưởng tượng một người ở ngoài thường thường mà buôn bán tận đảo thôi, tự nhiên cái có 1 triệu bạc, nhiều khi tự nhiên nổi hứng muốn mua số lô tô gì đó, mua số gì đó, mua số kiến thiết quốc gia gì đó. Thường thường mình đâu có mua, mà tự nhiên có đem chó về cái nghĩ, ô sao tự nhiên có cái gì thúc giục mình muốn mua 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 cái sổ số, à mua một tờ cái trúng 1 triệu bạc, thí dụ vậy đó đi. À, đối với một người thường 1 triệu Mỹ Kim là nhiều lắm phải không? À, cho nên không phải là ít đâu, nhiều con vật đem lại quà to lắm. To là đối với người thường thôi, đối với sư phụ nhỏ xíu. Nhiều khi người ta có tai nạn gì cũng phải đem tiền bạc chia sẻ cho họ. À, một miếng khi đói bằng gói khi no. À, đâu phải mình có nhiều mà cho hết cả thế giới, mà cho mỗi lần mấy trăm ngàn thì cũng không được. Có lúc cho được, có lúc không có. Mấy chục thôi, hiểu không? Ở lúc mấy trăm cũng tùy theo bao nhiêu người bị nạn nữa. Cũng tùy theo bao nhiêu người chính phủ đã cứu rồi, còn dư một mớ nào đó thì mình cứu, mình đem một ít tiền cho họ trong lúc họ thiếu thốn, ăn 3 4 ngày 1 tuần gì đó mà. Rồi sau đó họ tự kiếm việc làm ăn trở lại bình thường, hoặc là chính phủ cho thêm, hoặc là những nước giàu có, những người khác giàu có cho thêm. Hả?